Xin chào. Trước khi trở thành nhân vật chính trong những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, theo Võ Hoàng Yên, được biết đến như là thần y với khả năng chữa bệnh cầm điếc bẩm sinh, bệnh bại liệt, xương khớp v.v. bằng phương pháp khí công bấm huyệt. Tuy nhiên, kể từ khi bà Hằng lên tiếng tố ông Yên lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng mà bà chuyển cho ông Yên và người thân để trả nợ, xây chùa, làm từ thiện, chữa bệnh cho người thân, thì thần y cũng lặn không thấy sủi tăm. Hiện tại bà Hằng đã bị tạm giam được hơn 1 năm và vẫn chưa biết kết quả thế nào. Vậy còn ông Võ Hoàng Yên thì sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé! Có thể các bạn chưa biết, ông Võ Hoàng Yên xuất thân từ một gia đình rất nghèo. Do gia đình quá nghèo nên đã gửi ông Yên vào chùa. Tại đây thì ông được các thượng tọa chỉ dạy cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau đó thì ông lại đi học thêm ở các chùa khác. Trong quá trình này, ông tiếp tục được học các cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Và sau nhiều năm bôn ba với nghề lương y, khám bệnh, bốc thuốc, thì ông đã đúc kết được kinh nghiệm dựa theo các phương pháp trị bệnh theo y học cổ truyền và nghiên cứu thành đề tài riêng cho mình trên nền tảng tích tụ từ cái cũ. Khi chưa có giấy phép hành nghề, ông Yên chỉ chữa bệnh ở những chùa, nhà dân rộng rãi, đối tượng chữa bệnh là những người dân và cách chữa bệnh mang tính từ thiện, miễn phí cho bệnh nhân. Không biết có chữa miễn phí thật hay không, thế nhưng trong 3 năm, từ năm 2009 đến năm 2011, ông Yên đã bị các cơ quan chức năng của huyện Cái Nước xử phạt hành chính 3 lần với số tiền hơn 6 triệu đồng vì vi phạm hành nghề khám chữa bệnh mà không có giấy phép. Về phương pháp trị bệnh thì ông Võ Hoàng Yên nói mình chỉ trị bệnh theo phương pháp khoa học cổ truyền, không hề có yếu tố thần thánh gì cả. Ông khẳng định mình khám và chữa bệnh theo phương pháp thông thường của Đông Y, tức là khai thông huyệt đạo mang tính khoa học rõ ràng. Do quen biết hay do tiếng lành đồn xa mà vào năm 2011, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh đã mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh tại Hội Đông Y Hà Tĩnh. Không biết hiệu quả chữa bệnh ra sao mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hội Đông Y Hà Tĩnh đã kết nạp ông Yên làm hội viên và ông Yên cũng nhanh chóng đề xuất với tỉnh Hà Tĩnh cấp đất để mở trung tâm chữa bệnh và được chấp nhận. Vài năm sau đó, mà cụ thể là năm 2015, thì Sở Y tế Hà Tĩnh đã cấp phép cho thần y Võ Hoàng Yên mở trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh ở xã Cẩm Vịnh để khám, chữa bệnh dù chưa có bằng cấp gì. Đến khi bị yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, ông Yên mới xin nghỉ để đi học, bỏ mặc trung tâm hoang tàn. Giải thích về sự việc trên, ông Nguyễn Đình Dũng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế Hà Tĩnh nói, lý do ông Yên được đặc cách là do chỉ đạo của tỉnh, tỉnh chỉ đạo thì chúng tôi mới làm, dù ông Yên chưa có bằng cấp gì. Bên cạnh tỉnh Hà Tĩnh thì huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cũng đã từng chi hơn 200 triệu đồng từ tiền ngân sách để lo chi phí đi lại, chỗ ăn chỗ ở cho ông Võ Hoàng Yên cùng các cộng sự về khám chữa bệnh. Cho đến nay, nhiều địa phương đã lên tiếng về hoạt động chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, cho rằng không có bệnh nhân nào được chữa lành như ông Yên tuyên bố, thậm chí bệnh không giảm mà lại còn nặng hơn. Các chuyên gia Đông, Tây Y cũng đã lên tiếng nói rằng việc gõ gõ ta ta bệnh nhân là không thể nào có kết quả được với điếc bẩm sinh, điếc do bệnh lý hay điếc đột ngột, nên về khía cạnh khoa học là không ủng hộ việc chữa bệnh điếc như vậy. Bên cạnh đó thì Quảng Ngãi cũng đã dừng việc mời cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh vì lý do phương pháp chữa bệnh không khoa học và có dấu hiệu lừa dối, gây hại cho người bệnh. Ngày 9 tháng 4 năm 21, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cho biết ký quyết định hủy bỏ khen thưởng đối với ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự mà tỉnh này đã ký ban hành trước đó. Cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra. Nhiều người ngã ngửa khi biết mình đã tin nhầm và tiền mất tật mang với thần y dởm. Vì vậy, họ đã gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động khám chữa bệnh khi nhận tiền chữa bệnh, chữa không khỏi mà bệnh còn nặng hơn. Tuy nhiên, sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do là không có căn cứ để xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Trước đó thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do biết ông Võ Hoàng Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỷ đồng. Trước đó có 60 tỷ tiền mặt, không có giấy tờ và người chứng kiến để ông Yên trả nợ và xây dựng, sửa chữa chùa, làm từ thiện.
Sau đó thì bà Nguyễn Phương Hằng nghi vấn ông Võ Hoàng Yên đã không minh bạch trong việc sử dụng tiền từ thiện nên đã làm đơn tố cáo. Dù sau đó ông Yên xin gửi trả lại số tiền trên, nhưng vợ chồng ông Dũng vẫn từ chối và nói rằng sẽ tố cáo và trần bộ mặt thật của ông cho tới cùng. Quá trình điều tra cho đến nay không có căn cứ chứng minh việc ông Võ Hoàng Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Nguyễn Phương Hằng tin tưởng mà ra tiền. Đồng thời cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Võ Hoàng Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan công an xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố. Sau khi sự thật được vạch trần, thì ông Võ Hoàng Yên không còn hành nghề và đương nhiên cũng không còn ai dại dột đi tìm ông để chữa bệnh. Mới đây nhất, theo một clip được lan truyền trên mạng, thì ông Võ Hoàng Yên đang chăm chỉ tụng kinh niệm Phật ở một vị trí cao. Việc ông Võ Hoàng Yên lừa thiên hạ mình là thần y thì rõ rồi, nhưng ông Yên có lừa đảo bà Nguyễn Phương Hằng hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Sau các quyết định không khởi tố của công an, có thể xem vụ ông Võ Hoàng Yên đã tạm thời khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.